Thưa quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, 2023 đáng lẽ là một năm của sự chuyển mình của Giáp Dần phải lộ rõ. Họ bước vào năm 2023 với một tâm thế sẵn sàng cho những thay đổi rất kỹ càng để chuẩn bị được thăng hoa. Tiếc là vận thế cá nhân đấu không lại cái vòng xoay cuồng quay của trời đất, nhưng không sao cả, mệt mỏi mà Giáp Dần có, vất vả mà Giáp Dần phải chịu sẽ kết thúc ở thời điểm vài ngày tới. Đừng tiếc nuối cho những gì mà mình không kiểm soát được. Sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ sau đây thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, người người ngưỡng mộ. Thưa quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, với 1974 thì đây là một chút tin mừng, xoay mình chuyển vận cho bản mệnh. Đơn giản chỉ là một năm duy trì những gì đang có và đã có với họ, quả mà họ gặt hái cũng chính là những quả từ hạt mầm họ đã gieo từ trước năm 2023. Năm nay tuy trông chờ thật nhiều, những dự định thật lắm, nhưng cuối cùng nhìn lại thì vẫn chỉ là dự định mà chưa làm được hay vẫn còn dở dang. Vâng, thưa anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, trong cái cõi tạm mờ mịt này, nhiều Giáp Dần đã có câu trả lời cho câu hỏi cuối đời. Còn lại gì, Giáp Dần đoán rằng mình sẽ được hưởng an nhàn hạnh phúc bên gia đình và con cháu, nắm trong tay rất nhiều tài sản. Đó là cái kết mà Giáp Dần đáng được hưởng vì tất cả những bộn bề mà bản mệnh đã phải trải qua, niềm tin của Giáp Dần được coi là một món quà. Và đã là quà thì không phải ai cũng có được, có những món quà bình thường, có những món quà tuyệt vời, cũng có những món quà đặc biệt tiềm ẩn vô hạn, những khả năng vô vàn, đều ẩn chứa niềm tin và tín ngưỡng, là một món quà tuyệt vời mà anh chị tin vào sự tồn tại của thế giới siêu hình, tin vào nhân quả để tu tâm dưỡng tính, để làm chủ hành vi, để giữ lại một điểm sáng, ngọn hải đăng, thì đồng thời cho anh chị tiếp tục mà bước đi, đúng bệnh, đúng đạo lý, giữ vững bản tâm, mà kinh qua những ngày tháng bon chen nơi cõi tạm. Vì nó là một món quà tuyệt vời, nên hãy giữ gìn nó, giữ lại cái bản tâm của chính Giáp Dần. Vậy niềm tin đặc biệt của Giáp Dần có, đấy là niềm tin vào bản thân. Tin rằng chúng ta muốn, thì ta ắt làm được. Chỉ cần ta cố, thì vạn điều sẽ thuận lợi hanh thông. Chỉ cần ta nỗ lực chăm chỉ, hoặc ta thực sự nghiêm túc, thì kế hoạch cuộc đời sẽ ắt được thành công. Đó là một cái món quà đặc biệt này của tuổi Giáp Dần, lắm khi không phải lúc nào cũng hiện hy hữu. Đôi lúc có đời thì thỉnh thoảng đời trêu vạn điều vần xoay, bào mòn đi cái niềm tin và bản thân mà Giáp Dần có. Lắm lúc ngẫm lại, ta đã bị cuộc đời dìm xuống, hèn đi một tẹo, đồng hóa rồi. Sau cái đoạn từ 2019 đến 2022 cho đến nay, với Giáp Dần không hề dễ dàng, người ngoài nhìn vào thì không ai hiểu, cứ nghĩ cuộc đời của Giáp Dần chẳng mấy thứ phải lo toan. Thị phi, như không khí hít thở kịp thời, như ăn cơm chẳng thể thiếu ngày nào, nhưng vẫn cứ yên lặng mà chiến đấu. Tôi không than thở không phải vì cuộc đời tôi dễ quá. Tôi không than thở lễ tiết kiệm từng giọt sức lực mà chiến đấu với đời, cũng không thể nói cho Giáp Dần bao giờ anh chị chuyển cảnh được. Vì nó không quá gần, cũng chỉ biết nói rằng, đến cái giai đoạn 2024, mọi thứ anh chị làm ở hiện tại sẽ thấy đáng giá để nỗ lực lắm thay vào người. Bước vào đoạn trung niên, thấy rất cô độc vì mỗi tháng thức dậy, có bao người đang dựa vào mình và mình chẳng còn ai để dựa vào cả, nên lựa chọn duy nhất là hãy kiên cường và có trách nhiệm của mình. Chỉ có như vậy thôi, từ nay tới hết năm 2024, tin vui là vận trình của người tuổi Giáp Dần có nhiều khởi sắc rất rõ rệt ở hầu hết các phương diện trong tháng cuối cùng của năm. Con giáp này có điểm báo quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó, nên khởi sự trong tháng dễ thành, kế hoạch được diễn ra suôn sẻ, tạo thêm sự tự tin cho bản mệnh. Được cả lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh soi chiếu, viễn cảnh tương lai đang rất tươi sáng, miễn là anh chị cố gắng và dám làm, dám chịu, thật sự nghiêm túc với sự lựa chọn của bản thân. Sự thuận lợi chắc chắn sẽ khiến cho con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi sự trở ngại. Tài vận trong tháng ở cuối năm khá là vượng, công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập tăng lên, đặc biệt là người làm kinh doanh, có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh buôn bán và đầu tư ngay trong tháng. Những ngày cận Tết sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi nhuận không nhỏ khi thị trường đang nóng. Thưa quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, quý anh chị sống từng này tuổi rồi nhưng đã cảm hiểu được chính bản thân mình hay chưa? Hôm nay hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu thêm về tính cách của bản thân mình nhé! Người tuổi Giáp Dần thông minh, nhanh nhẹn, nhưng bạn nhận ra rằng mình có điều khiến bạn làm việc không thực sự hiệu quả như bạn mong muốn. Đó là vì bạn đã để cho bản thân bị ngáng đường bởi sự bừa bộn trên bàn làm việc hay những đồ đạc trong nhà. Ví dụ như, việc bạn để quá nhiều quyển sách trên bàn, chỉ vì mỗi quyển bạn đọc một ít, bạn chẳng thể hoàn thành nổi một cuốn sách trọn vẹn, nên bày hết ra đấy,
hay trong tủ đồ, những bộ mới xen lẫn đồ cũ khiến bạn luôn có cảm giác không biết mặc bộ nào. Mỗi sáng bạn tốn không ít thời gian đứng trước tủ đồ, xem hôm nay lên mặc gì, dường như việc suy nghĩ lên làm gì tiếp theo cũng đủ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi tâm trí lắm rồi. Đã đến lúc bạn cần thực hiện theo lối sống giản đơn, để việc ra quyết định sẽ nhanh gọn hơn. Có như thế, bạn mới có thể xây dựng được chuỗi các nguyên tắc mang tính hệ thống cho cuộc sống năng động hiệu quả hơn. Lối sống mới với ít đồ đạc sẽ giúp người tuổi Giáp Dần hạn chế việc suy nghĩ và băn khoăn trong lựa chọn, những tối ưu hóa năng suất học tập, làm việc của một ngày, và từ đồ đạc cho tới suy nghĩ của bạn sẽ trở nên gọn gàng và ngăn nắp hơn. Bạn có biết rằng ta có thể dự đoán tai họa của đời người chỉ bằng cách sự chi tiêu, mua sắm của một người, thay vì cố gắng mua thêm nhiều món đồ yêu thích, thì bạn nên dừng ngay thói quen này lại, thay vào đó bằng việc lược bỏ bớt những món đồ không cần thiết để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, hung cát đan xen, chớ nên lơ là. Tháng 11 năm 2023 âm lịch là một khoảng thời gian hung cát đan xen đối với người tuổi Giáp Dần. Bạn có thể đạt được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng có thể gặp họa thị phi, tranh chấp nếu không quyết tâm cố gắng hoặc không có cách cư xử phù hợp. Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do có nguyệt lệnh lâm tuyệt án ngữ nên bản mệnh dễ rơi vào trạng thái chủ quan, lơ là, nhất là ở trong những công việc đã quá quen thuộc. Một số người hăng hái nhận những dự án, nhiệm vụ mới nhưng lại nhanh chóng rơi vào trạng thái chán nản, làm việc đầu voi đuôi chuột, khiến lãnh đạo không hài lòng. Trên thực tế, theo tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, bạn vốn là người thông minh, có tài, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ắt sẽ gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Các cát tinh tả phù, nguyệt mã và thiên vu xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì thế, dù gặp phải khó khăn, bạn cũng chớ nên vội vã đầu hàng. Phương diện tình cảm của bản mệnh lại có những chuyển biến tích cực. Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn còn độc thân hay đã có người thương thì đều tận hưởng được sự hạnh phúc. Bạn thường được mọi người quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, tạo sự động lực để bạn có thể vượt qua khó khăn. Tử vi sự nghiệp của tuổi Giáp Dần. Trong tháng 11 năm 2023, về cơ bản, tuổi Giáp Dần cũng chú ý nhiều hơn trong công việc của mình. Nếu muốn vươn lên, bạn không thể cứ lơ là làm việc theo ý thích mà lại mong muốn gặt hái thành công hơn người được. Dưới sự tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn thường lâm vào trạng thái chủ quan, cho rằng việc quen thuộc thì mình sẽ không mắc phải lỗi sai. Tuy nhiên, đấy chính là nguồn cơn khiến bạn vướng vào nhiều rắc rối. Những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu bạn không tập trung chú ý thì dễ bỏ qua hoặc trở nên bối rối không biết cách giải quyết. Người trẻ tuổi thường cảm thấy hăng hái nhiệt tình khi bắt tay vào công việc, nhưng vì kinh nghiệm nên bạn dễ gặp phải trục trặc, cuối cùng thành chán nản, bỏ cuộc. Để không bị lạc bất phương hướng của mình, trước khi làm việc gì, bạn cũng nên xác định rõ ràng điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, những khó khăn hoặc thuận lợi mà mình sẽ gặp phải khi làm việc. Tử vi tài lộc của tuổi Giáp Dần trong tháng 11 năm 2023. Theo tử vi tháng 11 âm lịch, chuyện làm ăn của con giáp này chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Do chịu sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn quá đắc ý, chủ quan, thậm chí làm việc đầu voi đuôi chuột nên dễ bỏ lỡ cơ hội, khiến khách hàng đối tác cảm thấy mất lòng tin. Một số người sẽ phải bon chen, giành giật nếu muốn chiếm thị trường cho mình. Những lúc như vậy, bạn cần tự thúc đẩy mình cố gắng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ mọi người xung quanh để tìm ra cách giải quyết vấn đề phù hợp nhất. Trong quá trình giao tiếp, cư xử với mọi người, bản mệnh cần hạn chế hành động nông nổi, nói năng mất kiểm soát bởi thiên cầu hung tinh, có thể đẩy bạn vướng vào những rắc rối khó có thể được khắc phục ngay lập tức. Nếu bạn vô tình gây hấn với kẻ tiểu nhân hoặc người có quyền cao chức trọng thì dễ vướng phải dùng tiền và mất thời gian mới khiến mọi việc lắng xuống được. Tử vi tình duyên của tuổi Giáp Dần tháng 11 năm 2023. Vận trình tình duyên của người tuổi Giáp Dần có những dấu hiệu phát triển khả quan hơn hẳn con đường sự nghiệp và tài lộc do ngũ hành tương sinh thúc đẩy. Bạn có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp với người thân và bạn bè, dù là người đã lập gia đình hay chưa thì đều được hưởng hạnh phúc. Những người đã lập gia đình được sống trong một mái nhà yên ấm, với nửa kia thấu hiểu, bạn và người ấy thường xuyên trao đổi với nhau những công việc xảy ra hàng ngày. Chính nhờ vậy, đôi bên thêm hiểu nhau và sẵn sàng cổ vũ nhau vượt qua khó khăn. Gia đình không những là bến đỗ an toàn mà còn là động lực thúc đẩy bạn vượt lên phía trước.
Về sức khỏe của tuổi Giáp Dần, tháng 11 năm 2023. Thiên cầu hung tinh khiến sức khỏe của người tuổi Giáp Dần phải chịu những ảnh hưởng nhất định. Vì thế, bạn chớ bắt mình làm việc quá sức, chớ để cảm xúc quá mức kích động, sẽ gây tác động không tốt tới cơ thể của bạn. Cần phải thường xuyên di chuyển đường dài, cũng như lao động tay chân, thì bạn cần phải đặc biệt chú ý trong khoảng thời gian này. Chỉ cần bạn làm việc lơ là, cẩu thả hoặc không tôn trọng luật lệ giao thông là sẽ dẫn đến tai nạn không đáng có, khiến cả bản thân mình và những người khác phải chịu ảnh hưởng. Tiếp theo là vận trình tổng quan của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi của tuổi Giáp Dần, tháng 12 năm 2023 âm lịch, cuối năm mâu thuẫn xung đột tăng cao. Tử vi năm 2023 của tháng Ất Sửu cũng là tháng cuối cùng của năm Quý Mão, công việc của tuổi Giáp Dần suôn sẻ hơn, các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, cấp trên, đối tác hữu hảo, tạo động lực và nền tảng phấn đấu vững vàng cho bản mệnh, thời cơ tạo cơ hội sự đột phá đã đến, chỉ còn là sự quyết tâm từ bạn mà thôi. Phương diện tài chính bình ổn, ít biến động, có nhiều điều phải chi tiêu, vào cuối năm phát sinh nhiều, cần quy hoạch ngay từ đầu để không phải lao đao. Vận trình tình cảm tuy không lý tưởng, mâu thuẫn xung đột thường xuyên xảy ra ở các cặp đôi, hai bạn nên dành nhiều thời gian để chia sẻ hơn, để tháo gỡ những trục trặc. Tử vi sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 12 năm 2023 của người tuổi Giáp Dần, cuối năm nay có thể thở phào nhẹ nhõm khi mà công việc tiến triển thuận lợi, suôn sẻ, không có cảnh vắt chân lên cổ để chạy chỉ tiêu, bản mệnh giờ đã biết tận dụng các mối quan hệ xã giao của mình để giải quyết công việc. Bách Việt cho thấy đường nhân duyên của bản mệnh đang tốt, hãy cố gắng hài hòa trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác hay cấp trên, chắc chắn bạn chẳng chịu thiệt đâu. Chính ấn báo hiệu thời điểm đột phá của con giáp này đã đến, hãy quyết tâm để đạt được mục tiêu mà mình đề ra, đừng ngại cống hiến. Bởi công sức bạn bỏ ra hôm nay, rồi sẽ được đền đáp xứng đáng vào ngày mai, hãy coi như những nỗ lực hôm nay là bạn đang xây nền móng cho tương lai. Trong tháng tuổi Giáp Dần sẽ đạt được một số thành công bước đầu, đừng vội nản lòng, mà hãy tiếp tục kiên trì, sẽ có lúc bạn thấy mình đang ở đỉnh cao của chiến thắng. Tử vi tài lộc. Xem tử vi của tuổi Giáp Dần, tháng 12 năm 2023 âm lịch, con giáp này có tài vận khá ổn định, không có quá nhiều biến động trong khoảng cuối năm này, mặc dù khó tránh khỏi việc phải chi tiêu nhiều. Bản mệnh có nguồn thu nhập vững vàng từ công việc của chính mình, nguồn thu phụ trong tháng tuy không có quá nhiều, phần lớn thu nhập vẫn là từ tiền lương, tiền thưởng cuối năm. Có điều, Tết đến xuân về, cần dùng bao nhiêu đến tiền, không thể tránh được, vì thế cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng để không bị luống cuống chân tay. Ngoài ra, việc chi tiêu có kế hoạch cũng khiến bạn cân đối được mức thu chi của mình. Không chi tiêu vượt quá mức cho phép là có thể liệu cơm gắp mắm để đón Tết yên vui mà không có nỗi lo nợ nần. Tử vi tình duyên. Bước sang tháng cuối cùng của năm 2023, người tuổi Giáp Dần, vận trình tình cảm có thăng, có trầm, Bách Việt trợ đào hoa chiếu mệnh, người độc thân dễ tìm thấy nhân duyên thuộc về mình. Tuy nhiên, do nguyệt lệnh lâm đất tử nên tình cảm chẳng được vững vàng, người mới yêu có thể sẽ thấy trông chênh khi chưa thực sự hiểu và tin tưởng đối phương, chưa thể nói tiếng yêu sâu sắc, bạn chưa hề say trong lưới tình mà vẫn giữ được lý trí rõ ràng, không để chuyện tình cảm bị làm mù quáng. Tuổi Giáp Dần có thể sẽ cân nhắc một thời gian trước khi đưa ra quyết định, trước sự bước chân vào một mối quan hệ mới, các cặp đôi. Có lẽ các bạn nên dành thêm nhiều thời gian cho nhau hơn, có thể những trục trặc, vướng mắc sẽ biến hai người cùng nhau chia sẻ, tâm sự để tìm cách giải quyết thay vì giấu giếm đối phương. Thiên Nguyệt thể hiện sự bi quan, hung tinh này có thể ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của bản mệnh. Những chú hổ không còn đủ sự tự tin vào chính mình, sợ rằng người ấy sẽ thay đổi cách nhìn về mình khi biết mọi sự thực được che giấu. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Giáp Dần trong tháng 12 âm lịch này về cơ bản là khá tốt, bạn không mắc phải bệnh tật gì đáng ngại, có sức đề kháng tốt với các bệnh theo mùa. Tuy nhiên, bạn sẽ có vẻ mắc sai lầm khi cứ mãi u sầu, buồn bã, tâm trạng theo đó mà đi xuống, tinh thần càng ngày càng bi quan bết bát, dần dần khiến cho cả cơ thể cũng bị như xuống sức theo. Thưa quý vị, để Minh Đường tử vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm này là hung hay cát. Giáp Dần sinh từ ngày 23 tháng 1 năm 1974 đến mùng 10 tháng 2 năm 1975, thuộc mệnh Thủy, Đại Khê Thủy, tức nước khe lớn, thiên can Giáp, kết hợp với địa chi Dần, mang ý nghĩa lập định chi hổ, tức hổ tự lập,
đối với nam mạng. Mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm, thiên can giáp bình hòa với can giáp, địa chi dần bình hòa với chi thìn. Tổng quan về năm giáp thìn của bản mệnh, giáp dần gói trọn trong bốn chữ, trong nguy có cơ. Giáp dần nam mạng duy trì sự ổn định công việc và tình hình tài chính trong năm này, là người có nhiều kinh nghiệm, vốn hiểu biết sâu sắc. Bản mệnh được tín nhiệm, giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt, nam tuổi Dần sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng. Nam sinh năm 1974, là người luôn giữ chữ tín, nên luôn được mọi người xung quanh kính trọng. Mối quan hệ xây dựng dựa trên niềm tin sẽ bảo vệ bản mệnh khỏi những lời tai tiếng bên ngoài. Khi có được những người bạn thật lòng, tốt bụng, nam mạng tuổi Giáp Dần nên tập trung khai thác điểm mạnh trong năm này, phát triển lợi thế sẵn có. Để gia tăng tiến bộ trong công việc, bản mệnh đang từng bước tiến lên vị trí cao hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Đồng hành với Giáp Dần nam mạng là những người đồng nghiệp có chuyên môn, bản mệnh nên lắng nghe, tiếp thu và thảo luận công việc để tìm ra ý tưởng sáng tạo khi gặp vấn đề nan giải. Cột mốc sự nghiệp của mệnh chủ trong năm 2024 khá rõ ràng, điều này có thể thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của nam tuổi Dần trên khía cạnh công việc, báo hiệu một sự khởi đầu tốt đẹp và thành công. Tình hình tài chính của nam tuổi Giáp Dần phụ thuộc vào chất lượng công việc và hiệu suất làm việc, thời điểm công việc phát triển. Mức thu nhập của bản mệnh gia tăng ổn định, trong dư có các tài khoản chi tiêu, bản mệnh có thể lựa chọn của cải cất giữ hoặc đầu tư an toàn để gia tăng thu nhập cá nhân. Trong giai đoạn khó khăn, nếu là người kiểm soát doanh thu tài chính tốt, nam tuổi Dần sẽ sớm thoát khỏi vòng xoáy thiếu hụt tiền bạc, đầu tư thông minh để tiền đẻ ra tiền. Dự báo năm 2024 sẽ có sự thay đổi trên phương diện tài chính đối với bản mệnh tuổi Giáp Dần. Đời sống hôn nhân của tuổi Giáp Dần nam mạng khá êm ấm. Những bất hòa thường ngày không gây ảnh hưởng gì tới tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng khi cả hai có sự sẻ chia, thấu hiểu và bầu bạn với nhau. Khoảng cách thế hệ xuất hiện giữa mối quan hệ con cái, cha mẹ, bản mệnh trong vai trò là người con cần hiếu kính, tôn trọng đấng sinh thành ra mình. Với vai trò là một người cha, nam tuổi Dần nên yêu thương, trò chuyện và tôn trọng các con. Ở độ tuổi trung niên, sức khỏe của Giáp Dần nam mạng cần được chăm sóc và bảo vệ thường xuyên hơn. Bản mệnh nên hạn chế sử dụng các đồ uống có cồn như rượu, bia, hút thuốc để ngăn ngừa bệnh tật. Bản mệnh Giáp Dần có thể nâng cao đời sống tinh thần bằng cách tập luyện thể thao, tham gia du lịch ngắn, thư giãn là cách hồi phục năng lượng, sức lực để làm việc có hiệu quả hơn. Riêng với nữ mạng, nữ tuổi Giáp Dần 1974 đạt được một số thành tựu do quãng thời gian lao động chăm chỉ. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ tiếp tục duy trì ổn định và tiến xa hơn nếu làm việc có kế hoạch, mục tiêu cụ thể trong năm. Phương diện sức khỏe của bản mệnh trong năm này không có gì đáng lo ngại. Giáp Dần nữ mạng là người biết tự chăm sóc bản thân, cố gắng duy trì tinh thần thoải mái, tiếp tục theo dõi sức khỏe thường xuyên cũng như duy trì các thói quen tốt giúp bản mệnh chủ bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật. Nhờ khả năng ứng xử khéo léo mà nữ tuổi Giáp Dần 1974 được đồng nghiệp xung quanh yêu mến, kính trọng, mối quan hệ tốt với mọi người giúp bản mệnh có thêm năng lượng làm việc, thảo luận nhiều vấn đề khác nhau trong công việc. Nhìn chung, công việc của mệnh chủ trong năm 2024 không có sự thay đổi lớn so với năm cũ, một số khó khăn có thể được giải quyết nhanh chóng nhờ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của nữ tuổi Dần. Khả năng kiểm soát tài chính giúp Giáp Dần nữ mạng dư giả hơn trong các khoản chi tiêu, mệnh chủ có thể cân đối tài chính cá nhân và gia đình khi có sự hiểu biết về tiền bạc, tài sản. Năm 2024 là năm thích hợp để tích lũy đối với nữ bản mệnh, nữ tuổi Dần 1974 nên theo dõi chi tiêu hàng tháng, tránh xa các khoản vay quá sức. Ngoài ra, có đủ điều kiện sức khỏe, bản mệnh có thể gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn thu khác nhau. Năm 2024 là một năm thuận hòa trong chuyện tình cảm của bản mệnh tuổi Giáp Dần. Những bất hòa trong đời sống hàng ngày đều có thể được giải quyết khi cả hai giải bày tâm sự, thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Cuộc sống vợ chồng của bản mệnh nên có sự tôn trọng, giữ hòa khí. Gia đạo của nữ mạng tuổi Giáp Dần đón nhận điềm lành trong năm này. Các thành viên trong gia đình có cơ hội gắn kết tình cảm sau quãng thời gian bận rộn, tạm gác lại những bề bộn bên ngoài để có thể quay trở về nơi được gọi là nhà. Mệnh chủ tuổi Giáp Dần nên lưu tâm về các bệnh về xương khớp, nhức mỏi. Đây là những dấu hiệu cho thấy cơ thể của bạn đang bắt đầu lão hóa. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, bổ sung dưỡng chất cùng rèn luyện cơ thể sẽ giúp bản mệnh cải thiện sức khỏe. Nữ mạng tuổi Giáp Dần thường tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn, mong muốn cuộc sống thoải mái, tự tại. Để làm được điều này,
Bản mệnh cần chấp nhận buông bỏ một số điều, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, cố gắng trở nên hoàn hảo, cố gắng kiểm soát mọi thứ. Thưa quý vị, Phật dạy rằng, khi nghĩ về thứ mình không có, thay vì nghĩ suy, đau khổ về những gì bạn không có, hãy nhìn lại xem bạn có gì, thật dễ dàng, khi quên đi hàng tỷ người trên hành tinh này. Còn sống trong nghèo khổ, những người chưa có một mái nhà, dù lụp sụp che nắng mưa, hay manh áo ấm, chưa đủ cơm ăn, người không có một việc làm, hoặc chỉ làm việc lao động chân tay quần quật. Xin bạn so sánh cuộc đời của bạn với họ, để cảm ơn cuộc đời và những gì bạn đang có, và hãy nhận ra rằng mình có nhiều hơn sự đủ đầy. Nhất là hạnh phúc, không phải là một điểm đến của ngày mai, hạnh phúc đang ở đây, trong những gì bạn có và trong lòng bạn. Không thể cô độc cuộc sống của mình mà phát triển, tạo dựng thành công, hạnh phúc được, chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau. Sự tồn đọng trong xã hội đều phụ thuộc vào đạo đức con người, lòng biết ơn, tạo nên sức mạnh cho con người trong cuộc sống hôm nay và ngày mai, chính chúng ta không thể ngờ tới. Trong thuyết học nhân duyên của nhà Phật, không có gì là đơn độc, chúng ta sinh ra giữa cộng đồng và người xung quanh là vô vàn những nguyên tố, một cá thể lớn lên, là nhờ vào sự nương tựa của một cộng đồng lớn. Trong xã hội này, khi muốn nổi giận với ai đó, hãy kiềm chế, đừng bắn ra những lời nặng nề, gay gắt hay phản ứng trong cơn thịnh nộ. Thay vào đó, hít vài hơi thở thật sâu, tự trấn tĩnh rồi lại dịu xuống, hãy cố tập trung vào những điều khiến bạn chịu ơn người ấy, chính vì điều này sẽ thay đổi cơn giận dữ lúc đó. Trong hôn nhân, nếu bạn không ngừng chỉ trích, phê phán người chồng, vợ của mình là bạn đang dần hủy hoại cuộc sống hôn nhân của mình. Sự thành công của mỗi người bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân còn là sự giúp đỡ rất nhiều của bạn bè và đồng nghiệp tốt. Họ sẵn sàng dành thời gian, công sức để hỗ trợ bạn. Bởi vậy, mỗi người phải luôn nhắc nhở rằng bản thân mình đã nỗ lực để chúng ta có được thành công. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.